Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ unboxing một luxury brand đến từ thương hiệu Louis Vuitton là em Alpha 182260 với chất liệu monogram Eclipse Canvas với thiết kế hai ngăn cộng với dây đeo chéo, nhưng mà bên trong để được rất nhiều đồ như thẻ, điện thoại và nhỏ nhưng có võ nha, kết hợp rất là dễ với các style, và các bạn cùng xem nha.